Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, trưa nay ngày 27 tháng 7 đã xảy ra liên tiếp các trận động đất với vùng tâm trấn tại địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi đến chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi các trận động đất, đồng thời có công điện yêu cầu khẩn trương kiểm tra khắc phục hậu quả của trận động đất ủy ban nhân dân các tỉnh sơn la lai châu hòa bình chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra đánh giá thiệt hại ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn kịp thời phát hiện triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất hướng dẫn kỹ năng ứng phó ổn định tâm lý cho nhân dân tránh hoang mang nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chỉ đạo kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi thủy điện kịp thời phát hiện khắc phục các sự cố hư hỏng nếu có để bảo đảm an toàn cho công trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo kiểm tra triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập nhất là các hồ đập lớn tại khu vực bị ảnh hưởng của động đất ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả khi có yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam tiếp tục theo dõi dư chấn động đất kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó theo chức năng nhiệm vụ được giao